Quê nhà của ông già Noel ở Phần Lan đang chứng kiến sự phục hồi trong mùa du lịch Giáng sinh khi du khách khắp nơi trên thế giới tìm đến Rovaniemi để tận hưởng không khí lễ hội. Ông già Noel và những trận tuyết rơi dày đặc đang thu hút lượng lớn khách du lịch quay trở lại Lapland, giúp ngành du lịch Phần Lan bớt đi phần nào khó khăn sau ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Thành phố Rovaniemi ở Lapland, quê hương chính thức của ông già Noel, với các điểm tham quan bao gồm ngôi làng của ông già Noel và các chuyến đi vào trong vòng Bắc Cực, đã đón được lượng khách bằng 70-80% lượng khách của các năm trước đại dịch. Hello from Rovaniemi at the Arctic Circle. Từ Rovaniemi, vòng Bắc Cực, xin gửi lời chào đến mọi người. Chúng ta đang sống trong những ngày bất thường gần 2 năm nay. Đó là một khoảng thời gian dài đối với mỗi chúng ta. Nhưng hãy hình dung với một đứa trẻ 6 tuổi, thời gian xảy ra đại dịch đã gần 1/3 cuộc đời của chúng. Tôi đã nghe những tin tức đáng lo ngại về tình trạng sức khỏe của trẻ em và thanh niên trên toàn cầu. Bây giờ là lúc để xua tan đi những ngày lo lắng này. Hãy dành thời gian cho trẻ em. Chúng ta hãy làm một điều gì đó với nhau. Hãy làm cho Giáng sinh này vui vẻ và khó quên với mọi người. Từ trái tim tôi cầu chúc tất cả các bạn Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. From all of my heart, I wish you all happy and merry Christmas. Nhiều khách du lịch từ Tây Ban Nha, Ý và Dubai đến thăm Lapland trong dịp Giáng sinh này. Bên cạnh đó, ông già Noel cũng nhận được rất nhiều những lá thư được gửi từ khắp nơi trên thế giới tới ngôi làng của ông. Năm nay có khá nhiều thư từ Ba Lan và Ý, và từ Anh, từ Nga, về cơ bản, từ khắp nơi trên thế giới. Hôm qua chúng tôi đã thăm ngôi làng của ông già Noel và gặp ông. Hôm nay chúng tôi đến thăm công viên của ông già Noel. Khách tham quan cần có hộ chiếu vaccine khi nhập cảnh Phần Lan, hoặc không chúng tôi cũng yêu cầu họ xuất trình giấy tờ tương tự. Chúng tôi buộc phải kiểm tra những giấy tờ này khi có nhiều hơn 30 người trong một không gian kín. Du khách sẽ phải xuất trình ở bàn lễ tân và sau đó họ thoải mái tham gia các hoạt động này. Theo giám đốc du lịch và tiếp thị của khu nghỉ dưỡng Apuka tại Lapland, trước khi đại dịch COVID-19 diễn ra, Lapland tiếp đón khoảng 152.000 lượt du khách tham quan vào mùa Giáng sinh. Số lượng du khách ghé thăm năm nay ước tính đạt 70-80% so với trước đại dịch COVID-19. Việc phát hiện ra biến thể Omicron mới không gây ra tình trạng hủy chuyến bay. Tập đoàn hàng không Phần Lan Finavia cho biết số chuyến bay của họ trong dịp Giáng sinh năm nay gần bằng dịp Giáng sinh năm 2019.